Xin chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với video của đồng hồ Duy Định. Rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm. Và đến video ngày hôm nay thì Duy Định cũng có những mẫu sản phẩm đã qua sử dụng, mức giá cực kỳ hợp lý và được Duy Định mua tại thị trường Nhật Bản về để anh em có thể tham khảo và tìm hiểu về những cỗ máy Nhật, mức giá tiết kiệm và đồng hồ chính hãng. Tại đồng hồ Duy Định thì rất là luôn cam kết cho anh em rằng đó chính là 100% chính hãng, có thể bao test bao check toàn quốc nếu phát hiện hàng fake. Thì bên em sẽ hoàn gấp 10 lần giá trị đồng hồ để anh em có thể yên tâm sử dụng. Và với một chiếc đồng hồ đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng trên tay với một cái dòng sản phẩm đến từ Citizen, và nó là một cỗ máy cơ, và đây là cái phiên bản đã qua sử dụng phục vụ cho các chị em. Với cỗ máy này thì Duy Định cũng có là một chiếc máy cơ mang thương hiệu Citizen và nó phục vụ cho chị em với mức giá rất hợp lý. Và hiện tại thì bảng giá này của chúng ta sẽ có cho dòng sản phẩm là mức giá 1.950.000 và với một cái mã số tại đồng hồ Duy Định là D178 và bản size là 29 với mã số là BD7150 gạch ngang là 03A. Hiện tại thì với chiếc đồng hồ này thì nó sẽ phục vụ cho hầu hết các cái cổ tay của chị em, và anh em có thể mua tặng làm quà tặng để phục vụ cho các chị em với những chiếc đồng hồ máy cơ mang thương hiệu Nhật Bản. Chiếc này có mặt số khảm trai cực kỳ đẹp và mặt số thì sẽ có đi kèm 3 kim hai lịch ở góc 3 giờ, và về mặt số thì sẽ có kim xanh rất là đẹp anh em nhé. Và cái điều đặc biệt đó chính là cái mặt số được khảm trai có những hiệu ứng bát sáng nhiều màu sắc vô cùng là đẹp và đặc biệt. Chiếc này thì sẽ có đi kèm với kim cọc, sẽ có được thiết kế là cọc số nổi góc 6 và 12 là cọc số La Mã, và góc 12 giờ vẫn giữ là logo của Citizen và một cái vẻ đẹp được thể hiện qua bộ ba kim xanh vô cùng là bắt mắt với cái hút mắt người nhìn bởi những cái hiệu ứng ánh sáng khi mà chúng ta có đủ ánh sáng chiếu vào. Với sản phẩm này chúng ta đang có một bộ kính sapphire chống trước tuyệt đối cho anh em trong quá trình sử dụng, và các chị em rất là yên tâm về cái bộ kính này. Ngoài ra về thân vỏ thì nó cũng được đánh bóng cũng rất là ok, được hoàn thiện là thép không gỉ 316L, và kết hợp với đó sẽ là một bộ dây da rất là mềm mại nguyên. Ở đây là bộ dây da zin của hãng anh em nhé, dây da zin với thiết kế dây của Citizen, và đi kèm với đó là khóa xin đơn. Bộ dây thì cũng rất là mềm mại và ôm tay. Và với cỗ máy của Citizen thì chúng ta đang có được trang bị một cái đầu máy của Citizen, đó là cỗ máy có 21 chân kính, tần số dao động là 21.600. Và hiện tại cỗ máy này chúng ta đang có hỗ trợ có tay rồi và chưa có dừng kim, và chúng ta sẽ có thêm thông tin ở mặt sau, đó chính là bản Made in Japan, stainless là thép không gỉ, Citizen Watch và khả năng kháng nước của sản phẩm lên tới 53. Cỗ máy này với cái mức giá chưa đến 2 triệu thì anh em có thể chơi một chiếc máy cơ, có thể mua tặng hoặc là các chị em có thể tham khảo video này và mua cho mình một chiếc đồng hồ máy cơ đến từ Citizen, mức giá rất hợp lý. Và cái tình trạng chiếc này thì chỉ còn nguyên đồng hồ thôi. Đó, và với một cái mức giá 1.900.000 thì nó sẽ rất là phù hợp và cân đối cho anh em có thể mua một chiếc đồng hồ mức giá phù hợp. Đó là chiếc đồng hồ đầu tiên phiên bản đến từ Citizen của máy nữ. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có sản phẩm số 2. Chiếc này thì là một phiên bản đã máy mới anh em nhé. Đây là máy mới này, không phải phiên bản đã qua sử dụng. Máy mới 100% nguyên siêu, và nó thuộc một cái phiên bản thuộc dòng đời cao Seiko Preset với một cái mã số là RPD39G1. Cỗ máy được trang bị là 4R35. Và hiện tại thì với cỗ máy này chúng ta đang có một cái phiên bản thiết kế dòng cao cấp và có những cái độ hoàn thiện trên mặt số nó sẽ khác biệt so với những dòng còn lại. Hiện tại thì cỗ máy này nó một trong những cái dòng đồng hồ có thiết kế rất đẹp và cũng được nhiều anh em ưa chuộng, đó chính là một ô lệch lọc góc 6 giờ. Về form size của sản phẩm thì nó sẽ có một cái kích thước size mặt số là 415 và chiều dày là 11.9, khá là phù hợp cho anh em với chu vi cổ tay trung bình tầm khoảng 15 đến 17 là có thể sở hữu cái sản phẩm này cực đẹp. Quay trở lại về thiết kế mặt số thì nó được hoàn thiện bởi những cái vân cát màu trắng tạo dựng nên một cái mặt đồ màu trắng có góc độ phản chiếu ánh sáng rất tốt. Ngoài ra thì trên những cọc số cũng được phủ nhũ và được hoàn thiện hoàn toàn bởi cọc số nổi bo vát hình khối, và chúng ta sẽ được đánh nhám kèm với đó là sẽ phủ nhũ ở trên mặt phần trên của cọc số. Góc 12 giờ vẫn là logo của Seiko, 6 giờ sẽ là ô lịch lộc,
kèm thông tin preset automatic là cỗ máy cơ tự động. Và hiện tại thì với cỗ máy này chúng ta đã có kính sapphire Full HD chống lóa, đầy đủ những cái thông tin và có những cái độ hoàn thiện rất cao cấp. Ngoài ra thì phần kim của chúng ta cũng có là kim lá liễu đánh phay bóng, và riêng kim dây sẽ có tông màu xanh dương rất là đẹp và với một hiệu ứng màu mặt trắng kim xanh, cũng là cái bảng màu rất là trong trẻo và nền tai nó cũng rất là sang. Quay lại về cái độ hoàn thiện thân vỏ thì chiếc này được hoàn thiện hoàn toàn với thép không gỉ 316L, kèm với đó thì sẽ có dây thép đúc nguyên khối này. Với những mắc dây nhỏ ghép lại thì chúng ta sẽ lên tay nó rất là mềm mại. Còn về thân vỏ thì sẽ được đánh bóng toàn bộ anh em nhé. Thân vỏ sẽ được đánh bóng toàn bộ, tay càng của dòng này thì cũng rất là gọn gàng và ôm tay. Góc 3 giờ sẽ có logo Seiko preset với một cái thiết kế màu logo dập chìm là chữ S, dòng Seiko preset anh em nhé. Một cái dòng rất là đặc trưng. Quay trở lại về phần khóa thì nó sẽ có một phiên bản khóa đời mới và nó được gọi là khóa gập hai bên hay gọi là khóa bướm trên dây kim loại, giúp cho anh em lên tay nó rất là ôm tay, nó không bị cấn và cũng như là nó sẽ cân tay hơn so với phiên bản khóa gập một bên. Và về cỗ máy thì chúng ta sẽ có một cái đầu máy đời cao của Seiko là 4R35B, cỗ máy có 23 chân kính, tần số dao động là 21.600. Ngoài ra thì với cỗ máy này chúng ta cũng có một bảng Made in Japan được sản xuất hoàn toàn tại Nhật. Và đầu máy 4R35, cỗ máy có hỗ trợ co tay, có cả dừng kim dây khi chỉnh giờ. Hiện tại thì bản mặt trắng vân cát như thế này thì chúng ta đang có mức giá chi trả cho chiếc này là 6.800.000. Ngoài ra anh em sẽ được tặng kèm một bộ dây da K6 handmade thủ công và có 3 bảng màu sắc cho anh em có thể chọn lựa. Khi mà các bác mua hàng sẽ được chọn một bộ dây da để thay đổi so với những phiên bản dây zin của hãng anh em nhé. Nên chúng ta đang có một cái mức giá rất hợp lý. Ngoài ra cũng được tặng kèm với một cái bộ dây da rất là tuyệt vời, được sản xuất hoàn toàn thủ công tại xưởng dây da và chất liệu là da K6 thật 100%. Đó là sản phẩm máy mới 100% anh em nhé. Đến với sản phẩm tiếp theo, chúng ta cũng có một cỗ máy đã qua sử dụng, đầy đủ hộp sổ. Phiên bản này thì còn nguyên bản hộp sổ của Seiko và đó là một cái sản phẩm thuộc dòng SRI và với dòng Open Hub của Seiko. Đây cũng là một phiên bản thuộc dòng Seiko preset đời cao. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái ưu điểm được thể hiện trên sản phẩm này. Tuy nhiên thì mức giá của nó quá tuyệt vời cho anh em trong tầm giá. Đối với dòng Seiko preset là một cỗ máy đời cao và vô cùng bền bỉ, ổn định với đầu máy 4R. Còn nếu mà anh em có điều kiện chơi những cái dòng cao cấp hơn như Grand Seiko hay là một số dòng Seiko Cocktail với cái đầu máy 6R thì phải nói là nó sẽ có cái sự chỉnh chu và chính xác cao hơn. Tuy nhiên trong phân khúc giá của dòng Seiko preset đầu máy 4R thì chiếc này nó là một phiên bản vô cùng tuyệt vời cho anh em. Vẫn có logo chữ S ở trên núm chỉnh. Và với phiên bản này là một chiếc đã qua sử dụng, máy còn rất đẹp với mã số là D177, bảng size là 42, mã số là SRI053 và bảng này chúng ta sẽ có mặt đen piano rất đẹp. Cùng với đó sẽ là cọc số đơn và có bộ ba kim được phay bóng phản chiếu rất tốt trên nền mặt đen. Nhiều anh em cũng cho rằng thì cái phiên bản mặt đen nó hơi tối, tuy nhiên thì bản mặt đen thì chúng ta lên tay nó rất khỏe và nó cũng là phong cách thiết kế đơn giản. Còn cái mặt số thì nó có một cái phản chiếu ánh sáng trên kim cọc rồi, rất là sáng rồi, sẽ không tối cho anh em đâu. Khi mà các bác ra ngoài ánh nắng hoặc là các bác trong nhà có điều kiện ánh sáng nó chiếu vào thì nó sẽ phản chiếu lên kim cọc nên rất sáng. Còn về form size thì nó sẽ có kích thước xe mặt số là 42, phục vụ cho anh em cổ tay từ 15 đến 17, là một cổ tay rất đẹp. Kèm với đó thì cỗ máy 4R38 đi kèm với thiết kế nộ cơ ở vị trí góc 9 giờ. 12 giờ vẫn là logo của dòng chữ Seiko và 6 giờ là automatic. Ngoài ra thì bản Seiko preset hoàn toàn nó sẽ được sản xuất Made in Japan. Ở góc 6 giờ sẽ có dòng chữ Made in Japan đây, là cỗ máy được sản xuất và kiểm định bởi tập đoàn Epson. Và về thân vỏ thì chiếc này nó cũng được hoàn thiện hoàn toàn là thép không gỉ và đều đánh phay xước trên thân vỏ với hoàn toàn chất liệu là thép không gỉ và đều là thép đúc cả. Chiếc này thì cũng có cái độ mới khoảng trên 90%, có những cái vết xước răm nhỏ. Tuy nhiên thì nó không quá quan trọng, nó không có cái điểm đáng chú ý nào mà chúng ta phải đáng lưu tâm cả. Chiếc này thì lên tay tổng quan vẫn đẹp anh em nhé. Và hiện tại thì mức giá của chiếc này thì nó rất là tốt cho anh em. Và phiên bản này Duy Định đang để chỉ có là 3.900.000 thôi. Không phải là bản giá 4.200.000 đâu. Duy Định sẽ giảm giá cho anh em chỉ còn 3.900.000.
nên các bác có thể tham khảo với một cái dòng máy lướt đẹp như thế này. Và dòng SARI 053 thì mức giá này còn thấp hơn với những cái đầu máy 7S của Seiko. Đó, nên anh em có thể cân nhắc. Chiếc này thì về tình trạng nó như vậy cũng khá đẹp và còn đầy đủ hộp sổ. Bản máy của Seiko là máy 4R38, máy cơ tự động, có hỗ trợ con tay, có cả dừng kim giờ khi chỉnh giờ và sẽ sử dụng tần số là 21.600, độ chỉ có tối đa là 40 giờ. Và với sản phẩm này thì nó còn đầy đủ hộp sổ, còn đủ mắt thừa cho anh em với cổ tay to, nên các bác hoàn toàn yên tâm khi cổ tay của mình to vẫn có thể tham khảo sử dụng với cái sản phẩm Seiko Preset này. Ở đến sản phẩm cuối cùng thì chúng ta sẽ có một phiên bản thuộc dòng Seiko Chronograph, và bản này thì sẽ có đầy đủ hộp sổ, thẻ bảo hành của Seiko tại Nhật Bản. Và chiếc này thì sẽ là một cái tình trạng máy lướt rất là đẹp, đã qua sử dụng lướt, máy thì còn đầy đủ hộp sổ. Ở chiếc này thì cũng chia sẻ cho anh em rằng là một cái phiên bản màu xanh lục bảng rất là đẹp, và cùng với đó thì chúng ta sẽ có cái độ mới lên tới 99%. Chiếc này thì gần như chưa sử dụng, rất là đẹp. Đó, anh em có thể nhìn thấy phần dây này. Đó, phần dây này nó chưa có lên tay một lần nào. Dây là nguyên bản, zin 100% mới. Đó, còn về thân vỏ thì nó cũng rất là đẹp. Bản này thì gọi là bản trưng bày anh em nhé. Bản trưng bày. Thực sự là nó có thể bán máy mới đấy, nhưng mà tuy nhiên thì Duy Định cũng có mua được giá nó tốt và nó được gọi là bản trưng bày tại cửa hàng. Tại store thì Duy Định sẽ cập nhật cho anh em là một cái bản trưng bày, không phải là bán máy mới, nên anh em yên tâm là cái bản giá cho chiếc này thì rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có cái mã số của sản phẩm là D182, bản size là 40.5 mm và mã là FBTR017. Còn về mức giá thì chiếc này chỉ có 2 triệu 8 thôi, cho anh em quan tâm, với một dòng chronograph mặt màu xanh lá rất đẹp. Và với một phiên bản chronograph thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái tính năng. Ngoài ra thì với những dòng máy pin thì anh em trên tay cũng không cần phải lo lắng về cái nó sẽ bị dừng kim hay là nó có độ sai số, thì anh em yên tâm rằng máy pin thì nó có độ chính xác rất cao và bên em sẽ thay pin miễn phí free trọn đời cho nha. Bản này cái size của nó sẽ xem với size 41 anh em nhé. Size 41 rất là dễ đeo cho cổ tay tầm từ 15 đến 17, là một trong những cái size mặt cũng khá là dễ chơi. Ngoài ra thì trên mặt số nó có những cái sắp đều hở rất là đẹp. Nó cân xứng ở vị trí góc 369, nó chính là lệch 24 giờ. 6 giờ sẽ là kim giây và góc 9 giờ sẽ là lệch báo giờ. Có nghĩa là khi mà chúng ta bấm giờ thể thao, nó chạy đủ một vòng. Nó sẽ là đủ một vòng 60 giờ. 60 phút anh em nhá, là 1 giờ. Có nghĩa là kim giây khi mà nó chạy được một cái vòng tròn là 1 phút thì nó sẽ được tính ở cái vị trí góc 9 giờ này. Đó, và 6 giờ này chúng ta sẽ có một cái kim giây thông thường, nó sẽ chạy thường niên. Và cái góc 4 giờ sẽ có một ô lịch ngày rất là đẹp và ngày ngắn. Trên này cũng có một cái họa tiết trang trí rất là đẹp. Bên cánh phải sẽ có ba núm chỉnh dòng chronograph để tính giờ thể thao. Và góc 3 giờ thì vẫn là núm chỉnh để chỉnh ngày thứ như thông thường. Và chiếc này thì sẽ có một cái dòng kính Hanlex rất là độc quyền của Seiko. Đó, kính chống xước, chống va đập tốt cho anh em trong quá trình sử dụng. Và có cái vẻ đẹp mà Duy Định đánh giá cao nhất trên sản phẩm này, đó chính là sự kết hợp và phối hợp màu sắc của sản phẩm. Đó chính là màu xanh lá trẻ tia. Kèm với đó thì nó kết hợp với những cọc số và phần bo viền sắp rờ đều là được mạ vàng, rất đẹp, màu xanh màu vàng rất là cân đối. Ngoài ra thì nó sẽ đi kèm với một bộ dây nâu dập vân cá sấu luôn, cùng với đó sẽ có là khóa bướm chống gãy dây, chống gập. Khóa thì vẫn còn siêu ni lông bên trong này. Chiếc này là bản trưng bày thì đẹp như mới, nên anh em yên tâm sở hữu chiếc này thì cực kỳ là tuyệt vời. Và với cái bảng giá như vậy thì Duy Định đang có cho anh em với một cái bảng giá là 2 triệu 8 thay pin miễn phí trọn đời dành cho máy pin, và chúng ta sẽ có một cái khả năng kháng nước trên sản phẩm này rất cao anh em nhé, với khả năng kháng nước của sản phẩm lên đến 13 100 mét nước. Mà sao sẽ có các cái thông tin như stainless steel là thép không gỉ, movement Japan là cỗ máy được sản xuất tại Nhật và với vỏ lắp ráp tại nhà máy thứ ba. Đó, stainless steel thép không gỉ và cỗ máy của chúng ta là máy mới. Với mức giá này thì rất là tuyệt vời cho anh em có thể yên tâm sử dụng một cỗ máy lướt. Và trong video ngày hôm nay thì Duy Định cũng có những cái sản phẩm mức giá phù hợp cho anh em có thể cân đối và tham khảo. Rất cảm ơn anh em đã mất chút thời gian theo dõi và ủng hộ Duy Định. Nếu anh em yêu thích có thể đăng ký kênh và bật nút chuông để nhận những cái thông báo một cách mới nhất và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo nhé.